Và ngày hôm nay, ngày 16 tháng 10, chúng ta đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Em muốn nói là cảm ơn anh rất nhiều. Trong thời gian qua, anh đã luôn chăm sóc, bảo vệ em, cưng chiều em và tìm được một người mà có thể là chở che cho em. Như vậy, gặp được anh, tất cả là duyên số và thật sự là em rất yêu anh.